Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay em mình lại tiếp tục có cái hành trình đi lên trên những cái ngọn núi cao ở một cái khu vực xa lạ, đang trên những cái con đường mòn mà lần đầu tiên mình đi qua các bạn ạ. Ở đây có lẽ là người dân xây lên một cái con đập này, để đập nhỏ để dẫn nước vào những cái khu vực khác thì phải. Một cái khe suối chảy qua trong tít trong cái thung lũng hoang vu này các bạn. Ở đây chỉ có thể chăn thả gia súc thôi. Ngoài ra chắc cũng không canh tác được cái cây cối gì cả. Vẫn là một cái thung lũng rậm rạp, không có mấy người đi lại đâu các bạn ạ. Ở trong này có rất là nhiều những cái con cò nhé. Nãy mình đi qua nó bay rất là nhiều nhưng mà không kịp quay cho các bạn xem. Nay mình vẫn lên những cái ngọn núi ở gần cái ngọn núi hôm trước mà mình đi lấy địa lan cho các bạn ấy. Hôm nay mình gặp cái loài địa lan caran, hoa màu xanh rất là đẹp. Và cái loài địa lan kiếm lá giáo ở trên đỉnh cái ngọn núi này này các bạn này. Hôm nay mình sẽ đi vào trong nữa, theo những cái khe này vào này, không biết là trong đó thì có ngọn núi nào đẹp không. Ở cái chỗ mình đang đi lên này là một cái sườn rất là thoáng các bạn ạ. Đấy, nó không rộng mấy đâu. Không biết lên phía trên thế nào, phía dưới này thì có một cái tán rừng, những cái cây gỗ nhỏ nó đang phát triển này. Và dưới đất thì rất là thông thoáng. Nó không rậm rạp tùm như một số những cái ngọn núi mình đi. Thường là bên phía dưới chân núi rất là rộng. Còn ở đây thì dưới chân núi lại rất thoáng. Ở xa quan sát thì cái ngọn núi này phía trên nó cũng có một cái sườn dốc và có những cái bụi, cây bụi, không biết là hy vọng nó sẽ không quá rộng các bạn. Treo leo trên vách đá này các bạn này. Giữa một cái vách đá khá là cao luôn. Mình đang đi đi dọc lên. Mình thích leo những cái địa hình vách đá. Tại vì địa hình vách đá thì nó thường không rộng bằng những cái khu vực nào mà nó thoai thoải dốc. Và khi mà leo lên trên này thì đây các bạn ạ. Một đám ở đây. Đó chính là những cái cây lan hải gấm này các bạn này. Những cây hải gấm rất là đẹp luôn. Mọc ở đúng giữa trên vách đá các bạn ạ. Có hai đám ở cạnh mình. Không có cụm to, nó chỉ những cái khóm rời rời thôi. Nhưng mà nó mọc thành từng đám như thế này. Góc đầu lên trên cái chỗ này xem một cái là nhìn thấy thích luôn. Mặc dù là cái vách đá thì các bạn thấy đấy. Còn rất là dốc để lên đến trên đỉnh. Được cái là có một vài những cái cây để bám để leo lên, nó cũng khá là dễ chịu thôi. Gặp gỡ ở đây những cái đám lan hài gấm rất là đẹp. Chỉ tiếc là nó rải rác các bạn ạ, nó không thành những cái cụm to. Nếu mà những cái địa hình nào mà nó thành những cái cụm to ấy thì sẽ rất là đẹp luôn. Không biết là xung quanh những cái vách như thế này thì còn có nữa không, nhưng mà muốn vòng đi sang ngang vách thì rất là khó. Mình chỉ leo được một đường thẳng lên thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, mình vừa đi ngang từ cái khu vách đá bên kia sang cái khu vực bên này các bạn ạ. Sang bên này thì còn dốc hơn bên kia nữa. Nhưng mà có một cái điều khá là bất ngờ. Không biết là trong bao nhiêu cái hành trình rồi đến ngày hôm nay, ở phía trên cái vách đá này, các bạn sẽ phải ngạc nhiên luôn. Ở đây là một cái đám lan hải gấm các bạn ạ. Mà nó mọc thành những cái cụm, những cái mảng rất là khá là to. Ở chỗ đúng cái chỗ vách đá trắng này luôn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cố gắng lại gần hơn nữa. Tại vì chỗ này nó không có chỗ gì để bám. Cái vách đá trông qua điện thoại này thôi chứ nó thẳng tưng luôn các bạn ạ. Rất là dốc. Cái đám lan hải gấm mà nó khá là dày mà. Mọc thành một đám rất là rộng các bạn ạ. Không biết dọc lên trên thì còn không, nhưng mà riêng cái đám ở đây thì rất là tuyệt vời. Ở cái chỗ này không có cái tư thế đứng nào tốt hơn là phải dựa vào vách núi các bạn ạ. Vách núi nó quá là dốc. Rất là dốc và mình bắt buộc phải quay ngược lại điện thoại để cho các bạn xem. Ở đây là một cái đám hải gấm khổng lồ các bạn này. Mình đi rừng khá là nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ gặp một cái đám hải gấm mà nó lại tập trung một chỗ nhiều như thế này. Thường thì nó sẽ rải rác theo những cái địa hình vách đá. Nó sẽ có một vài cây ở giữa những cái vách đá dốc như thế này này các bạn này. Ở đây là một cái vách đá rất là dốc nhé. Nó dốc thẳng đứng lên như thế này luôn này các bạn này. Thì những cái cây hải gấm này nó buông xuống. Ở đây thì phải nói là nó rất là khô.
nắng chiếu vào nhiều ở cái sườn dốc mà. Đấy, nắng nó chiếu vào nhiều cho nên là những cái lá này của nó này nó không to được, lá của nó nhỏ thôi, lá của nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Đấy, rất là nhiều những cái lá nó đã khô, nó bỏ lá này các bạn này. Ở những cái khu vực nào mà nó ẩm thấp nhiều ấy, độ ẩm nó nói chung là nó có cái tán cây rừng che chắn nhiều ấy thì cây lá nó sẽ to hơn. Còn ở những cái chỗ nào nắng nhiều thì lá nó sẽ rất là nhỏ này. Và nó cũng có những cái loài sinh vật rừng nó ăn cái lá hải gấm này các bạn ạ, nó ăn rất là nhiều luôn. Đấy, những cái lá này hầu như là đều bị có con gì đó nó gặm nhấm qua cả hết một lượt luôn. Một cái đám hải gấm bao la, nói bao la thì hơi quá nhưng mà nó cũng khá là nhiều và nó tập trung ở một chỗ thôi, rất là lâu năm. Mình nghĩ là cái loài này có thể nó còn là một cái loài dược liệu gì đấy, tại vì là cái bộ rễ của nó rất là to, nó kiểu như cái dòng những cái dòng địa lan mặc ấy, thường là cái bộ rễ nó rất là to to như cái đầu đũa ấy, thì nó sẽ dự trữ được một cái lượng chất dinh dưỡng, một cái có những cái thành phần nào đó. Thường là những cái cây gì mà có cái rễ củ nó mập ấy, thì là sẽ là một cái loài dược liệu. Còn cái cây này thì mình cũng không rõ nhưng mà cơ bản là chơi lan thì ngắm hoa của nó cũng rất là thích rồi. Hải gấm thì hoa nó thường là nó sẽ hay nở khá là lung tung các bạn ạ. Nó có một mùa chính rồi là có một số cây nó sẽ rải rác ra những cái mùa khác. Thỉnh thoảng mình vào cái tầm này đi rừng mình vẫn gặp có một vài cây nó lên nụ, thỉnh thoảng thôi. Có một vài cây nó có nụ là mùa này không phải mùa hoa của nó, khả năng phải một thời gian nữa thì phải. Mình cũng không nhớ là cái mùa hoa hải gấm là vào cái thời điểm nào. Nay gặp ở đây một đám luôn. Rất là đẹp đúng không các bạn? Ở trên cái ngọn núi mà không có nhiều những cái cây gỗ to các bạn ạ. Ngọn núi này thì rất ít cây gỗ to. Thì có một cái loài lan. Một loài lan phổ thông nhưng rất là đặc biệt. Nó đã thích nghi với cách sống mà không không có những cái cây gỗ to để bám này các bạn này. Đây là một cái cụm lan vảy rồng mà nó sống như là một cái loại địa lan luôn. Nó sống ở trên cái khu vực gần đỉnh núi và nó sống ở dưới mặt đá luôn các bạn nhé. Ở đây là nó có một cái gốc cây mục, một cái gốc cây mục ở đây. Xót lại. Hầu như là những cái loài lan rừng ấy thì nó sẽ chỉ sống được ở trên những cái cây gỗ mặc dù là không quá lớn nhưng mà nó sẽ phải cằn cỗi, nó già, tuổi đời nó cao các bạn ạ. Tuổi đời nó cao thì cái lớp vỏ nó sần sùi này. Như một cái cây gỗ như thế này là nó tuổi đời nó còn rất là non và những cái loài lan rừng không đủ thời gian để sinh trưởng và phát triển ở đây được. Có thể là cũng có những cái cây như thế này nhưng hạt giống của nó thì nó mới bám vào nó phát triển còn rất là nhỏ chứ không bao giờ mà thành một cái cụm như thế này các bạn ạ. Để mà thành được một cái cụm lan như thế này thì nó phải mất rất là nhiều năm trời nó mới có thể phát triển được như vậy. Một cái cụm lan vảy rồng mà mọc như một cái loài địa lan luôn. Lá thì rất là dày, tròn vo các bạn ạ. Ở đây nó cũng khô khan nữa cho nên là nó không bị thối. Còn nếu mà ở dưới phần thấp của ngọn núi thì chắc chắn là nó không sống được các bạn. Dưới phần thấp của ngọn núi thì thường là nó sẽ độ ẩm nó sẽ cao hơn và nó sẽ không được thông thoáng như ở bên trên phần đỉnh núi đâu các bạn nhé. Hoàng thảo vảy rồng với những chiếc lá tròn xoe. Cái này đến mùa hoa thì nó sẽ có những cái sắc vàng, những chùm hoa nó dài khoảng 30 cm và nó sẽ chùm hết xung quanh này, nhìn cũng rất là đẹp các bạn ạ. Mình vừa mới vượt được lên trên đỉnh núi này các bạn này. Núi này, cái khu vực này cũng khá là rậm. Gần đỉnh này lại rất là rậm. Ở đây có những cái loài cây rất là lạ các bạn ạ. Lá gì mà có màu đỏ chót luôn. Như là bôi sơn vào các bạn ạ. Những cái loài thực vật cũng đôi khi là đem lại cho mình những cái điều bất ngờ. Xung quanh chỗ mình đang đứng này các bạn này, là một cái khu vực toàn những cái cây bụi này thôi, khá là dày. Ở đây thì không có cây gỗ to đâu các bạn, không không có những cái loài phong lan. Thật sự thì cái khu vực này chắc là ngày trước người dân họ khai thác cây quá là nhiều cho nên là không còn phong lan nữa chứ không phải bị người ta lấy trước. Những cái loài phong lan ở trên cây mà một khi nó bị chặt xuống dưới kia thì hầu như là chết, rơi xuống những cái bụi rậm thì không sống được các bạn ạ. Quan sát được phía xa những cái ngọn núi nó cũng chọc lốc lốc vậy thôi các bạn, không có gỗ to đâu.
Đấy, chắc là đi trong những hành trình mà đi những cái ngọn núi ở khu vực này thì chỉ có thể gặp được những cái loài lan hài và địa lan thôi các bạn ạ. Chứ phong lan thì khó lắm. Không có cây gỗ cho nên lan nó cũng không sống được. Mặc dù khu rừng khá là rộng, có rất là nhiều những cái dãy núi ở tận tít phía xa các bạn ạ. Rất là nhiều luôn, nhưng mà toàn là những cái núi mà gọi là rừng dân sinh, lấy củi hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi quay lại cái hướng bên này để xuống núi thôi các bạn nhé. Nay mình chỉ có gặp gỡ một vài những cái loại lan như vậy chia sẻ các bạn thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nhé.